Chào mọi người, quay trở lại kênh Kinh Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay mình sẽ review nước ép nhãn Nha Đam này. Này, quả nhãn với Nha Đam này. Đấy, đại khát đẹp da nữa. Đó. Cái này là bảo quản nơi khô ráo này, thoáng mát tránh nắng mặt trời này. Đây là dùng hết trong 24 giờ nha. Nếu mở nắp phải dùng hết trong 24 giờ luôn nha. Thể tích thực của nó 240 ml này. Thành phần này, nước tinh khiết này, Nha Đam này, nước ép nhãn này, chất điều chỉnh độ axit này, chất ổn định này, chất tạo ngọt tự nhiên này, vitamin C này, hương nhãn tổng hợp này. Đấy, lắc đều trước khi sử dụng này. Thích hợp cho người lớn và chị em trên 5 tuổi nha. Mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 lon nha. Không sử dụng thành phẩm khi hết hạn nha. Cái này sản xuất tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam nha. Có số điện thoại đây nữa này. Chế biến theo công nghệ của Nhật Bản nha. Đây là sản xuất hạn sử dụng nó là gần 2 năm rồi. Giá 11.300 nha. Rồi sẽ bóc ra nha. Cái này bữa bị rớt nên nó hơi móp tí nha. Đấy, sẽ đổ đi cho mình xem nha. Mọi người nhìn cái màu này giống như màu của nhãn đó. Mọi người dùng thử nha. Vô nó có vị của thơm của nhãn này, vị ngọt của Nha Đam này. Ở trong đây nó còn có những cái xác của Nha Đam nữa, rất là ngon nha. Độ ngọt vừa phải, uống rất là ngon, thơm nữa. Đó, kết hợp rất là hài hòa, uống rất là ok nha. Rồi họ sẽ lấy cái Nha Đam ấy thì nó tạo thành cái nước. Còn cái nhãn họ sẽ ép ra, họ lấy nước để lấy vị ngọt cho cái đồ uống này. Rất là ngon nha, mọi người mua dùng thử đi, rất là ok. Uống vừa tốt này, vừa đẹp da nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào mọi người, trong video mới nhất nha.